Nga tuyên bố bắn rơi 3 chiến đấu cơ Ukraine trong một ngày. Ukraine tấn công nhà máy sản xuất máy bay của Nga. Xin chào quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Báo Lao Động để cập nhật những tin tức đáng chú ý trong 24 giờ qua. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 11 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 2 chiếc Su-27 và 1 chiếc MiG-29, cũng như phá hủy 2 tên lửa S-200 của lực lượng Ukraine. Cụ thể, trong một ngày, 2 máy bay Su-27 của Ukraine đã bị phá hủy ở khu vực Novorossiysk và Velikaya Alexandrovka, vùng Kherson. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga cũng đã bắn rơi một máy bay chiến đấu MiG-29 gần Piatykatki thuộc Dnepropetrovsk. Theo bộ này, trong ngày 26 tháng 11, các hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn thành công 17 tên lửa phóng từ hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS và vô hiệu hóa 53 máy bay không người lái ở các khu vực Donetsk, Lugansk, Kharkov và Kherson, phá hủy 2 tên lửa S-200 của Ukraine trên biển Azov. Trước đó một ngày, ngày 25 tháng 11, Nga tuyên bố hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 2 tiêm kích MiG-29 của không quân Ukraine ở Dnepropetrovsk, đánh chặn thành công tên lửa từ hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS và 18 máy bay không người lái của Ukraine. Trong những tuần gần đây, quân đội Nga đã tăng cường nỗ lực tấn công vào các phương tiện chiến đấu thuộc không quân Ukraine. Phi đội máy bay chiến đấu của Ukraine chủ yếu là các máy bay chiến đấu Su-27 và MiG-29 thời Liên Xô, máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 cũng như một số máy bay hỗ trợ tầm gần Su-25. Những máy bay chiến đấu này hầu như chỉ được Ukraine sử dụng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Một số khác thì được cải tiến để có thể sử dụng các loại đạn do phương Tây cung cấp, chẳng hạn như tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất hoặc biến thể SCALP Eger do Pháp sản xuất. Cuối tháng 10, Nga thông báo đã phá hủy 24 máy bay chiến đấu của Ukraine trong khoảng thời gian 5 ngày. Thời điểm đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tiết lộ việc vô hiệu hóa hàng loạt máy bay chiến đấu đã đạt hiệu quả đáng kể sau khi quân đội Nga nhận được hệ thống phòng không mới. Thống kê từ RIA Novosti cho thấy, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Nga đã bắn hạ 542 máy bay quân sự Ukraine, 255 máy bay trực thăng, 9.236 máy bay không người lái, 442 hệ thống tên lửa phòng không, 13.629 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 7.187 khẩu pháo giã chiến và súng cối, 15.642 chiếc xe quân sự chuyên dụng. Mới đây, hãng tin Gromadske dẫn tin từ cơ quan tình báo quân sự của Ukraine HUR cho biết các lực lượng Ukraine đã tấn công một nhà máy sản xuất máy bay ở thành phố Smolensk của Nga. Theo các kênh Telegram địa phương, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên tại thành phố miền Tây của nước Nga vào đêm 26 tháng 11. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chặn một máy bay không người lái trên bầu trời Smolensk vào khoảng 11 giờ đêm theo giờ Moscow. Ông Vasily Anokin, quyền thống đốc vùng Smolensk khẳng định không có thiệt hại nào về cơ sở hạ tầng hay thương vong. Smolensk nằm cách Moscow gần 400 km về phía Tây Nam và cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 300 km. Đêm trước đó, lực lượng Ukraine đã tấn công các mục tiêu quân sự của Nga bằng khoảng 35 máy bay không người lái UAV nhằm đáp trả đợt tấn công một ngày trước của Nga. Theo một nguồn tin tình báo quân sự Ukraine, Nga đã triển khai 75 chiếc UAV cảm tử Shahed tấn công Ukraine, chủ yếu là nhằm vào Kiev vào sáng 25 tháng 11. Hệ thống phòng không của Ukraine được cho là đã bắn rơi 74 trong số 75 chiếc UAV. Tờ Kiev Independent đưa tin, sau cuộc tấn công dài 6 giờ, có ít nhất 2 người bị thương và một số tòa nhà dân cư ở Kiev bị hư hại. Liên quan đến vấn đề cung cấp vũ khí cho Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Séc Jana Senochova cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 26 tháng 11 rằng vũ khí trong kho của Cộng hòa Séc có thể không đủ để gửi đến Ukraine. Đầu tháng này, Bộ Quốc phòng Séc đã công bố một báo cáo liệt kê tất cả các thiết bị được tặng cho Ukraine có giá trị ước tính khoảng 54,1 triệu đô la Mỹ sau khi khấu hao. Bộ trưởng Senochova nói, không có nhiều vật tư quân sự mà chúng tôi có thể gửi tới Ukraine. Mặt khác, chúng tôi sẽ cố gắng bù đắp cho việc không thể gửi vũ khí. Bà Senochova nêu ra sự thật rằng, Praha đã gửi cho Kiev gần 50 xe chiến đấu bộ binh và xe tăng, 2.500 khẩu súng lục, 7.000 súng trường, 500 súng máy hạng nhẹ và 500 súng bắn tỉa, tất cả đều do Đan Mạch chi trả. Bộ trưởng Senochova cho hay, các giảng viên người Séc cũng đã huấn luyện tới 4.000 binh sĩ Ukraine trong khuôn khổ phái bộ hỗ trợ quân sự của EU, EUMAM và triển khai các đội huấn luyện cơ động ở Ba Lan. Thông báo của Séc được đưa ra sau khi chính phủ mới ở nước láng giềng Slovakia vừa ngăn chặn kế hoạch tài trợ 40,3 triệu euro
tương đương 43 triệu đô la Mỹ vũ khí và đạn dược cho Kiev của chính phủ tiền nhiệm. Trong 18 tháng qua, Mỹ và các đồng minh châu Âu trong NATO đã hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột chống lại Nga. Tuy nhiên, đến tháng 10, họ bắt đầu thừa nhận rằng kho dự trữ đã cạn kiệt. Đầu tiên là Anh, sau đó là Pháp ngừng quyên góp cho Ukraine, thừa nhận kho vũ khí của họ không còn đủ để hỗ trợ. Trong số hàng triệu quả đạn pháo 155mm mà EU đã hứa với Kiev, Ukraine chỉ được cung cấp 300.000 quả. Trong phần tiếp theo của chương trình, Israel-Hamas gia hạn ngừng bắn 2 ngày. Áp thấp gần Philippines gây hậu quả chưa từng thấy. Xin được chuyển sang một số tin tức về tình hình chiến sự ở dải Gaza. Mới đây, chính phủ Israel vừa thông qua danh sách 50 nữ tù nhân Palestine có khả năng được trả tự do sớm, như một phần của thỏa thuận nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn ở Gaza và đảm bảo thả thêm gần 20 con tin Israel. Theo tờ Times of Israel, chính phủ nước này vào tối 27 tháng 11 theo giờ địa phương đã thông qua danh sách gồm 50 nữ tù nhân Palestine có khả năng được trả tự do sớm, như một phần của thỏa thuận nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời với Hamas ở Gaza, qua đó đảm bảo thả thêm gần 20 người Israel bị nhóm chiến binh Palestine bắt làm con tin kể từ ngày 7 tháng 10. Văn phòng Thủ tướng cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn vào gần nửa đêm rằng chính phủ đã đồng ý với danh sách liên quan việc thả thêm con tin Israel. Trước đó, Qatar và Mỹ đã xác nhận thỏa thuận ngừng bắn sẽ kéo dài thêm 2 ngày và sẽ chứng kiến việc thả thêm khoảng 10 con tin Israel mỗi ngày sau thời gian giao tranh tạm lắng. Theo thỏa thuận ngừng bắn ban đầu, dự kiến hết hạn vào sáng ngày 28 tháng 11, Israel đã đồng ý tạm dừng hoạt động quân sự ở Gaza trong 4 ngày. Kể từ ngày 24 tháng 11 đến nay, 50 người Israel và 150 người Palestine đã được trả tự do. Trong đó, đợt gần nhất vào tối 27 tháng 11, có thêm 11 con tin người Israel và 33 người Palestine được phóng thích. Các con tin được giải thoát trong đợt mới nhất đã đến bệnh viện Ichilov ở Tel Aviv để đoàn tụ với gia đình. Trước đó, họ đã tới Kerem Shalom, nơi họ trải qua thủ tục đánh giá y tế ban đầu sau khi được thả khỏi Gaza. Nhóm cựu con tin sẽ được điều trị và đánh giá tại bệnh viện trong vài ngày, tùy thuộc vào tình trạng của mỗi người. Nhờ các cuộc đàm phán song song do Qatar làm trung gian, 17 người Thái Lan, một người Philippines và một người mang hai quốc tịch Nga-Israel cũng đã được Hamas thả tự do kể từ hôm 24 tháng 11. Liên quan đến việc truyền thông Ai Cập đưa tin, Hamas sẽ thả thêm 6 con tin Thái Lan vào ngày 27 tháng 11 theo giờ địa phương, nhưng vẫn chưa có thông tin cập nhật chính thức nào từ các quan chức Israel, Hamas, Qatar, Ai Cập hoặc Mỹ về một kế hoạch như vậy. Trong khi đó, Hội Chữ Thập Đỏ cho biết họ vẫn chưa được chứng kiến các con tin còn lại, mặc dù Mỹ và Israel tuyên bố những chuyến thăm như vậy là một phần của thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi các quan chức Israel và Mỹ đều nhấn mạnh rằng thỏa thuận ngừng bắn đang diễn ra giữa Israel và Hamas, bao gồm một điều khoản yêu cầu Hội Chữ Thập Đỏ đến thăm các con tin chưa được giải thoát vào ngày thứ tư của lệnh ngừng bắn tạm thời, thì đến nay vẫn không có chuyến thăm nào như vậy được báo cáo. Hội Chữ Thập Đỏ đã nhiều lần từ chối xác nhận rằng họ đã được thông báo về điều khoản ngừng bắn này, nhưng khẳng định rằng họ sẽ đến thăm các con tin nếu cả hai bên đồng ý điều đó. Hamas chưa công khai xác nhận việc đồng ý với những chuyến thăm như vậy và trước đây chưa bao giờ cho phép Hội Chữ Thập Đỏ đến thăm những người bị họ bắt cóc. Dẫn dữ liệu từ Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel INSS, cơ quan xếp hạng tín dụng toàn cầu Moody's dự báo cuộc chiến với Hamas sẽ ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế Israel hơn nhiều so với các cuộc xung đột trước đây. Theo đó, tổng chi phí cho cuộc chiến có thể lên tới 200 tỷ shekel, tương đương với 53,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 10% GDP Israel và đe dọa tương lai kinh tế của quốc gia này. Hãng tin RT dẫn lời phó chủ tịch cấp cao của Moody's, Catherine Muenbrunner, mức độ thiệt hại nghiêm trọng đối với nền kinh tế sẽ phụ thuộc vào thời gian xung đột kéo dài, cũng như triển vọng dài hạn đối với tình hình an ninh nội địa của Israel. Các nhà kinh tế dự báo, đối với Israel, phần lớn cú sốc kinh tế sẽ đến từ việc giảm đầu tư, gián đoạn trên thị trường lao động và tăng trưởng năng suất bị chậm lại. Cũng theo Moody's, Israel sẽ phải hứng chịu gánh nặng tài chính nặng nề trong cuộc xung đột với Hamas. Điển hình, chiến dịch Protection Edge vào năm 2014 hay chiến tranh Liban lần thứ hai từng khiến Israel thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương 1,3% GDP. Moody's cũng đã phải điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế Israel từ mức 3% xuống còn 2,4% trong năm nay. Với viễn cảnh bi quan vào năm 2024, Moody's nhận định GDP của Israel sẽ giảm khoảng 1,5%. Nếu xung đột với Hamas kéo dài, chính phủ Israel sẽ phải chi hàng tỷ shekel cho lĩnh vực quốc phòng, bao gồm khoản tiền lương cho hàng nghìn binh sĩ dự bị. Chi tiêu khổng lồ cũng sẽ bao gồm khoản hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi xung đột và tái thiết các khu dân cư bị tàn phá.
Trong khi đó, doanh thu nhà nước mà chủ yếu đến từ nguồn thuế sẽ tiếp tục sụt giảm do tiêu dùng và nhiều nhu cầu khác tại Israel đang giảm mạnh, cùng sự vắng mặt của 18% lực lượng lao động do xung đột bùng nổ. Như thường lệ, cuối bản tin sẽ là một số tin tức về tình hình thời tiết. Tính đến ngày 27 tháng 11, ít nhất 2 người tử vong, hơn 1 triệu người ở Philippines bị ảnh hưởng bởi tác động tổng hợp của áp thấp và đường cắt gió. Theo Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines, cả hai trường hợp tử vong vẫn đang được xác nhận, cùng với một trường hợp bị thương được báo cáo, đều được ghi nhận ở Đông Visayas. Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines cho biết, tổng cộng hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng ở 7 khu vực, bao gồm Salabazong, Mimaropa, Bicol, Đông và Tây Visayas, Bắc Mindanao và Caraga. Tổng cộng có 270 ngôi nhà bị hư hại, trong đó 45 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Thiệt hại về nông nghiệp lên tới 120 triệu peso, tương đương 2,1 triệu đô la Mỹ, với 5.414 ngư dân và nông dân bị ảnh hưởng. Trong khi đó, 60 đô thị bị mất điện, 4 khu vực bị gián đoạn đường dây liên lạc và khả năng tiếp cận nguồn cung cấp nước của một thành phố bị ảnh hưởng. Các lớp học bị đình chỉ ở 180 thành phố khác nhau, trong khi 32 thị trấn đình chỉ công việc. Cục Công trình Công cộng và Đường cao tốc Đông Visayas báo cáo, thiệt hại về cơ sở hạ tầng công cộng do lũ lụt và lở đất lên tới 468 triệu peso, tương đương 8,5 triệu đô la Mỹ. Văn phòng khu vực cho biết họ cần 716 triệu peso, tương đương 13 triệu đô la Mỹ, để phục hồi và xây dựng lại tất cả cơ sở hạ tầng bị hư hại. Ít nhất 17 con đường ở Đông Visayas được báo cáo là bị hư hại. Áp thấp đã đi vào khu vực giám sát của Philippines PAR ở phía đông bắc Mindanao vào ngày 17 tháng 11 và mang theo lượng mưa lớn ở Đông Visayas và Caraga. Áp thấp tan vào ngày 19 tháng 11, nhưng đường cắt gió, nơi không khí lạnh từ phía đông bắc tương tác với không khí ẩm từ Thái Bình Dương, tiếp tục mang mưa đến các phần của Mimaropa, Bicol, Tây và Đông Visayas. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.